Kính chào quý vị và các bạn yêu âm thanh âm nhạc trên khắp mọi miền Tổ quốc đã trở lại kênh của Tỷ Audio, một kênh cung cấp chuyên nghiệp thiết bị âm thanh hàng bãi về từ Mỹ, cục đẩy Crown Marketing. Vậy quý vị nào có nhu cầu sở hữu xin vui lòng liên hệ theo số 0975 600005. Rất mong được sự quan tâm của quý vị và các bạn. Xin vui lòng nhấn nút đăng ký kênh màu đỏ ở phía dưới, đồng thời chia sẻ với bạn bè trên khắp mọi miền Tổ quốc. Quý vị thân mến, ở clip này, Tỷ Audio xin phép làm một clip theo sự yêu cầu của bác Hoàng có địa chỉ ở tỉnh Bắc Giang. Ở clip này, Tỷ Audio xin phép được nội soi toàn bộ bức lòng về sản phẩm dòng đáy này để biết được xem đẹp xấu như thế nào. Vậy mời quý vị và các bạn chúng ta cùng xem và đánh giá về sản phẩm. Vâng, đây, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng xem và nhận xét. Vâng, mời quý vị. Quý vị thân mến, đây là một dòng đáy Crown Marketing 3600VZ mà được đánh giá là dòng sản phẩm đẳng cấp của thế giới, đã được nhiều chuyên gia của thế giới những đôi tai vàng nghe và đánh giá về chất âm của nó. Xứng tầm không có một dòng đáy nào hiện nay có thể vượt qua nó. Vậy, để biết được nó hay như thế nào, nó đẹp như thế nào, mời quý vị chúng ta cùng xem và đánh giá. Để biết nó hay như thế nào, xin quý vị hãy quan tâm, xin vui lòng điện thoại cho Tỷ Audio theo số 0975600005 để có một sản phẩm tốt nhất, đẹp nhất, ưng ý nhất, hài lòng nhất, và để quý vị có một bộ âm thanh hoàn hảo nhất. Vậy quý vị nào muốn được có được một bộ âm thanh hay, hãy nhanh tay điện thoại cho Tỷ Audio. Quý vị thân mến, đây là hàng bãi được sách về từ Mỹ, không phải hàng bãi và chất lượng của cục nào cũng được đẹp như cục này, mà Tỷ Audio xin chia sẻ thật, để có một cục đẹp như thế này không phải là dễ dàng. Và Tỷ Audio đã có người nhà đã từng sinh sống và đang công tác tại Mỹ nên đã nhận được và coi tuyển được những mặt hàng chất lượng có màu sắc đẹp như thế này để gửi về. Quý vị thân mến, quý vị đã xem kỹ tất cả theo nội soi của Tỷ Audio. Bây giờ chúng ta sẽ cùng lật lại và xem mặt sau. Xin quý vị chờ tôi trong giây lát. Vâng, đây là mặt sau của nội thất. Đây là mã số mã vạch của nhà sản xuất và bo mạch. Xin quý vị lưu ý. Quạt còn rất mới. Để có được một sản phẩm đẹp, chất lượng tốt như thế này không phải lúc nào cũng có. Và sản phẩm này đã được những người có kinh nghiệm, có chuyên môn đang ở tại Mỹ với có thể lựa chọn được những cục đẹp nhất để mang về cho Tỷ Audio.
Bởi vậy nên những quý vị nào đã tin dùng về sản phẩm hàng Mỹ xin vui lòng yên tâm khi sử dụng sản phẩm của Tỷ Audio. Đây là mặt sau. Đây là mã số, mã vạch, mã số của bo mạch. Đây là mã vạch của nhà sản xuất. Bên này hai tem và bên này hai tem. Chiếc dòng đẩy crown này có thể dùng cho được rất nhiều dòng loa, nhưng để nói hay và đỉnh nhất thì nó sẽ dùng cho những dòng loa JBL, EV hoặc và các dòng Boss hoặc các dòng PV của Mỹ. Nhưng tất cả các dòng loa của Mỹ mà dùng cục đẩy của Mỹ thì chất âm không còn gì để chúng ta phải đánh giá, mà chúng ta chỉ ngồi nghe thôi. Còn rất đẹp. 90% trên 90% về độ đẹp của em nó, nên quý vị cứ yên tâm. Vâng. À, từ nãy giờ Tị Audio cũng đã nội soi chi tiết. Và bây giờ Tị Audio xin phép được ngừng clip tại đây. Và gửi gắm đến bác Hoàng. Bác Hoàng thân mến, bác xem và đánh giá về sản phẩm, chất lượng của sản phẩm thì bác cũng đã xem kỹ và Tị Audio đã soi kỹ cho bác Hoàng xem và bác tự nhận xét. Bác cứ yên tâm, khi đã đến với Tị Audio thì bác không phải ngại bất cứ một điều gì cả. Buôn bán thì có nhiều kiểu buôn bán. Buôn bán có 5-7 kiểu buôn bán, không phải chỗ nào cũng như chỗ nào. Lời nói là uy tín, lời nói là đi đúng với sự thật. Bác đã coi kỹ chưa? Bác cảm nhận thấy đẹp chứ bác Hoàng? Vâng, thôi bây giờ thì xin phép được dừng clip tại đây. Thân ái chào quý vị và các bạn. Quý vị nào có nhu cầu sở hữu xin vui lòng gọi điện theo số 0975600005 và vui lòng nhấn nút đăng ký kênh để tiện theo dõi những clip tiếp theo. Xin thân ái chào quý vị và các bạn.